Shop quần áo lính lao động, em lại xin chính chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay em lại lên cho các bác một video giới thiệu về bộ quần áo K17. Em nói luôn từ đầu video là bộ quần áo K17 bên em là hàng đã lướt qua sử dụng các bác nhá. Hàng lướt qua sử dụng nhưng mà độ mới của bộ quần áo này lên đến 80-90%, hầu như là quần áo rất là mới luôn các bác nhá. Bên em đã đi lên tận cửa kho của quân đội, hàng quân đội đã chọn lọc kỹ từng bộ một, nên là các bác yên tâm về quần áo, hầu như là không có một cái lỗi nhỏ nào đến gửi đến cho các bác nhé. Và các bác khi các bác nhận hàng nhé, kiểm tra hàng nhé, từng bộ phận của áo thì các bác mới phải thanh toán cho shipper nhé. Bên em sẽ không yêu cầu các bác phải đặt cọc hay là chuyển khoản gì. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về bộ quần áo K17 này để các bác tìm hiểu nhé. Dạo vừa rồi, nên bây giờ đã vào đầu tháng 3 rồi, bắt đầu đến mùa đi lao động, đi làm ruộng, làm vườn rồi. Nên là các bác hay mua một bộ quần áo này về để đi lao động thì nó vừa giá tiền, hợp với tiền các bác nhé. Mới lại vừa bền này, mặc mát, thấm hút mồ hôi tốt để các bác đi lao động nhé. Và em sẽ giới thiệu chi tiết về bộ quần áo K17 này. Khi bác nào muốn tham khảo qua thì hãy ghé vào kênh của em nhé. Đây ạ. Trên video, trên màn hình của điện thoại các bác đã thấy đây là một bộ quần áo K17 nhá. Nó vẫn giữ được nguyên được cái đệm của quân đội nhân dân Việt Nam này các bác nhá. Rất là rõ nhá. Logo này. Logo là còn rất là mới luôn ạ. Túi K, hàng K17 thì các bác nào đã sử dụng thì các bác biết túi thì là túi lưới các bác nhá. Túi lưới này. Hàng khoáng khí, túi hộp hai bên. Đây. Và cúc, hàng cúc của hàng quân đội thì bộ nào cũng vậy, sẽ được hàng dấu các bác nhé, cúc sẽ được dấu cúc để khi các bác đi bê gỗ hay các bác làm vườn thì sẽ không bị vỡ cúc hay là bị mất cúc các bác nhé. Đây là mặt bên trong nhé, hàng K17 này bên em cam kết với các bác là hàng chuẩn của quân đội nhé. Các bác kiểm tra xem là hàng về tem mác của cục quân nhu đây ạ, và vẫn còn sai số ở đây các bác nhé. Đây là số 3A, số 3A đây ạ, có 3A, B và C đấy ạ. Bác nào đã dùng hàng quân đội thì bác biết là sai số của lính thì chỉ có số thôi, có sai như là hàng của bên ngoài thị trường các bác nhá. Rất còn đầy đủ, rất chi là mới luôn các bác ạ, rất là mới nhá. Hàng bên em đã chọn lọc kỹ càng để trước khi gửi cho các bác rồi. Đây ạ, về quần đây ạ, quần hàng cúc các bác nhá. Bên trong sẽ là đóng cúc và đây dù các bác nào mà bụng to hay là bụng nhỏ, các bác sẽ chỉnh theo cái đai này ở đây các bác nhé, chỉnh theo đai nhé, theo cái đai này thì các bác sẽ không phải dùng cái dây thắt lưng cho nó vướng víu hay là nó cộn khi bác đi làm khó chịu. Tôi sẽ sử theo cái đai này, bác bụng to bụng nhỏ để bác cứ tháo cái bớt cái đai này ra là mặc được vừa các bác nhé. Đây và từ quần lên áo đều có tem mác của cục quân nhu, sản xuất từ 2018 rồi các bác ạ. 2018 rồi nhưng mà bên em hàng chọn lọc lại một nên là hàng rất còn là mới nhá. Vẫn còn nguyên cúc, nguyên lai, nguyên mác các bác nhá, nguyên số luôn. Hàng của lính thì các quần áo lính này thì các bác đã mua và sử dụng rồi thì em cũng không phải giới thiệu nhiều. Tại vì hàng ở lính thì các bác mặc ấy không bao giờ lỗi mốt, thực sự nó rất chỉ là bền. Quần áo lính thì cực bền luôn, nó không bao giờ lo bị lỗi mốt các bác nhá. Đây ạ, sau phần hông ấy, phần hông chưa là có một cái vết gì cả, chưa là có một cái vết sờn này nhá. Và hàng của lính ấy thì bao giờ ở cái phần hông này họ sẽ may thành hai lớp các bác nhá, may thành hai lớp. Các bác đi leo đồi, leo núi thì không lo là bị rách, bị sờn vải. Đây ạ, đó thành hai lớp này, đầu gối vậy nghe nhá, đầu gối, chỗ đầu gối này cũng may thành hai lớp này, đậy thành hai lớp nhé. Và cửu tay này để may thành hai lớp để khi các bác đi leo đồi hay là lại làm rừng như làm dãy thì sẽ không bị cái chỗ những cái bề mặt này là hay bị ma sát nhiều nhất, hay ma sát nhiều nhất khi bác đi lên làm. Họ đã thiết kế thành hai lớp các bác nhá. Thì các bác hàng chuẩn thì bắt đầu mới có cái lớp trong hông này, hàng chuẩn mới có nhé. Chứ là hàng bên ngoài thị trường thì bên em không bao giờ em bán mà hàng ngoài thị trường. Các bác thử tham khảo qua và xem qua cái bộ quần áo K17 này.
và dạo vừa rồi là các bác gọi đến bên em rất là nhiều nhưng mà bị cháy hàng, không có hàng. Năm hôm nay bọn em mới đi lấy được hàng nên là bác nào mà muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp theo hai số điện thoại ở dưới góc của màn hình, bên em đã ghim sẵn rồi. Và các bác đi qua kênh thì cho xin một nút đăng ký kênh nhé, ấn vào theo dõi của kênh bên em, và bên em sẽ đăng tải lên những cái video về quần áo lính, quần áo lao động hay nhất mỗi ngày các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.